Thì ở bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách chạy quảng cáo Facebook Ads. Cách chạy phòng quảng cáo Facebook Ads. Thì đầu tiên là những cái nội dung mà chúng ta cần phải biết. Đó chính là đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu. Chuẩn bị nguyên liệu. Rồi thứ hai là chúng ta thực hành chạy và cuối cùng là chúng ta sẽ tối ưu được cái quảng cáo của chúng ta. Rồi, thì ở cái bước mà chuẩn bị nguyên liệu á. Cái bước chuẩn bị nguyên liệu á thì ngày xưa thì quảng cáo Facebook, quảng cáo Facebook thì nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc uh, lên một cái bài viết quảng cáo rồi chúng ta bấm quảng cáo là nó sẽ tự động chạy quảng cáo thôi. Nhưng mà bây giờ đó, uh, thì cái việc chạy quảng cáo thì nó rất là khó khăn, do chúng ta chạy quá nhiều, quá nhiều người chạy, thì dẫn tới cái việc là thiếu nợ quảng cáo, rồi chạy những cái sản phẩm nào uh, xấu, gây ảnh hưởng tới cái user sử dụng Facebook. Thì làm cho cái cộng đồng quảng cáo Facebook đó, nó xấu đi. Và việc chọn quảng cáo Facebook nó khó khăn và càng ngày bị siết chặt. Thì bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị nguyên liệu rất là kỳ càng. Trước khi mà chúng ta chạy một cái chiến dịch quảng cáo. Yeah. Và uh, các bạn cũng thấy đó. Uh, thì việc chúng ta chuẩn bị nguyên liệu quảng cáo. Nó cũng đồng nghĩa với việc đó, là những ai có kiến thức. Người ta mới chạy được quảng cáo còn amateur hoặc là những cái người kinh doanh bình thường á dân không chuyên marketing thì sẽ rất là khó khăn và dẫn tới cái việc mà 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 cái giá trị của người làm marketer thì rất là nâng cao lên đó thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái nguyên liệu những cái nguyên liệu nào trước khi chạy chúng ta cần phải chuẩn bị thì đầu tiên là thẻ visa hoặc là thẻ mastercard của một các ngân hàng dưới đây à đó chúng ta có thể chuẩn bị các HSBC, Sacom, Sinhan, tinh ha rồi ngoài ra thì bạn vẫn có thể sử dụng được VCB, Techcombank hoặc là ACB nhưng mà hạn chế bớt lại số 2 là khi bạn chạy thì bạn nhớ tách biệt cái tài khoản uh, ngân hàng của bạn đang sử dụng chính với cái tài khoản quảng cáo vì rất là dễ nếu mà chúng ta chạy quảng cáo thì rất là dễ mà 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 cái việc chúng ta không kiểm soát được cái quảng cáo của chúng ta dẫn đến là nó chỉ trừ thăm vào cái tài khoản ngân hàng của chúng ta thì các bạn cần phải tách tách ra tạo một cái tài khoản riêng hoặc là tạo một cái đơn vị ngân hàng khác mà chúng ta không sử dụng để giữ tiền đó khi nào chúng ta cần tiền thì chúng ta mới nạp vô để chúng ta chạy thôi được chưa rồi à, đó là vấn đề về thẻ vấn đề thứ hai là vấn đề tài khoản à, ở cái tài khoản BM á, là một cái tài khoản doanh nghiệp business manager chuyên dùng để quản lý tất cả những cái tài nguyên của Facebook trong BM thì nó sẽ có tài khoản quảng cáo chiến dịch quảng cáo rồi nhóm quảng cáo và mẫu quảng cáo vân vân đó thì đợt trước là mình có thông báo các bạn là cần phải tạo cần phải tạo những cái fanpage để chúng ta chạy quảng cáo ha tạo những cái fanpage để chúng ta chạy quảng cáo thì fanpage nó cũng sẽ là một đứa con của business manager, Đó, business manager nó sẽ quản lý tất tần tập tất cả những cái này trong đây. Rồi, thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì nó sẽ có một cái số cái vấn đề sẽ xảy ra sau đây. Đầu tiên là xác minh danh tính, xác minh danh tính ha. Thứ hai là xác minh doanh nghiệp. Rồi, thì khi bà bạn chạy lâu dài á, thì sẽ có trường hợp xảy ra là nó sẽ khóa tài khoản quảng cáo của bạn và nó bắt bạn xác minh danh tính cái đích cá nhân của bạn, rồi nó mới cho bạn chạy tiếp. Trường hợp nào mà các bạn chạy tài khoản quảng cáo ở trong doanh nghiệp, thì bạn buộc phải xác minh doanh nghiệp nếu không muốn bị quét chết. À. Thì việc xác minh danh tính thì chúng ta sẽ up chứng minh thư, chứng minh nhân dân lên để xem coi Facebook có chính chủ hay không đó rồi xác minh doanh nghiệp thì chúng ta sẽ up giấy phép kinh doanh đó giấy thuế má rồi để xác minh doanh nghiệp ha rồi vẫn nếu mà chúng ta không xác minh á thì buộc chúng ta phải đi mua mua tài khoản xác minh danh tính rồi mua tài khoản xác minh danh tính ha thì trường hợp mà chúng ta à, chạy quảng cáo chúng ta buộc phải có một cái tài khoản xác minh danh tính chúng ta giữ tất cả các tài nguyên của chúng ta chúng ta giữ tất cả các tài nguyên của chúng ta để hạn chế bị khóa nếu mà nick của bạn mà không xác minh danh tính bạn lấy bạn chạy quảng cáo thì nó rất là dễ khóa tài khoản của chúng ta đó nên buộc là chúng ta phải có tài khoản xác minh danh tính. Ngoài ra thì còn có tài khoản kháng 902. Đó, một số tài khoản nó cũng bị khóa và mở khóa. Nó sẽ có độ cứng hơn thì đó là tài khoản 902. Rồi, mình giới thiệu luôn. Giả sử ở trang đây, một số cái trang nó bán tài nguyên. via đây. thì đây là một số cái loại via nè via xác minh danh tính đó hãy thấy chữ li, via xác minh danh tính đó <laughs> thì các bạn có thể thấy là trong cái phần chất lượng tài khoản quảng cáo đây nó có cái dạng là cái dấu tích xanh như thế này thì đây là đã được xác minh danh tính rồi ha xác minh danh tính thì với những cái nick này thì chúng ta làm gì nó cũng dễ chúng ta xét quảng cáo nó cũng dễ chúng ta quản lý fanpage quản kháng tài khoản quảng cáo bị khóa cũng dễ luôn đó thì nói chung là nó sẽ có một cái nick Facebook như thế này dùng để chuyên dùng để cầm những cái gì quan trọng ha. chuyên dùng để cầm những cái thứ quan trọng của chúng ta nếu mà chúng ta không muốn bị khóa hay là muốn bị hắt mất đó rồi thì mình tạm gọi con đó là một con Nít cứng vê cứng đi Via cứng đó Via cứng này thì nó sẽ nhận những cái tài khoản quảng cáo khác để nó cầm tài khoản Cáo một tài khoản quảng cáo 2 tài khoản quảng cáo 3 để nó cầm nó lên quảng cáo à, thì có thể thấy đó nếu mà chúng ta có một cái nick Facebook chưa xác minh danh tính mà chúng ta lên trực tiếp tài khoản quảng cáo luôn thì nó sẽ bị khóa nên buộc là chúng ta phải chia sẻ về cái công việc cứng này chia sẻ về cái công việc cứng này thì nó sẽ bị bị hạn chế hơn đó. <laughs> giờ mình sẽ làm mẫu cách chia sẻ chia sẻ cái tài khoản quảng cáo qua cho con vi cứng ha à, bật nhiều á đây đây là vi cứng nha các bạn nhớ cho mình đây là con vi cứng con vi cứng ha rồi giờ mình sẽ đi mua một số cái nick ảo để về mình xe tài khoản cho con vi cứng đó giờ mình sẽ mua một con clone đi rồi, clone 5.000 đồng này. Mình sẽ mua cái con 5.000 đồng này đi. Mua một con thanh toán Rồi, à, xem ngay. Rồi, đó. Thì nó sẽ cung cấp cho mình uh, cái tài khoản để mình đăng nhập vô. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vô ha. password Này là mã 2FA Đăng nhập mình sẽ copy cái mã hai để lấy sáu chữ số rồi thì bạn có thể thấy là mấy cái nick này á giá rẻ thì nó rất là yếu việc mà nếu mà chúng ta lên tài khoản uh, lên quảng cáo trực tiếp trên những cái nick này á, thì nó sẽ việc nó chết là rất là bình thường nên buộc là chúng ta phải chia sẻ qua cái nick kia. thì bước đầu tiên để chia sẻ, đây nick này là nick Liên Trung Quốc yếu nha, nick này là nick yếu, nick để chúng ta chỉ để lấy tài khoản hoàn cáo của nick này thôi. được chưa? À, yếu. thì chúng ta qua cái nít...